Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh tự đạo Việt Nam, là bộ mạng của Hội Thánh Việt Nam. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 vị chân phước tự đạo tại Việt Nam lên hàng hiện thánh. Thì trong đó gồm có 96 người Việt Nam và 21 vị thừa sai ngoại quốc. Dĩ nhiên đây chỉ là một con số tiêu biểu cho hơn 100.000 vị tự đạo trong gần 300 năm bị bách hại. 300 năm bị bách hại với hơn 100.000 người tự đạo, đủ cho chúng ta thấy sự ác liệt và thảm khốc, cũng như sức chịu đựng bền bỉ kiên cường và lòng trung thành đối với đức tin của cha ông chúng ta. Ở trong số hơn 100.000 ấy thì có một số rất ít là giám mục, linh mục thừa sai nước ngoài. Ở một số đông hơn đó là linh mục và tu sĩ nam nữ Việt Nam, nhưng đại đa số là giáo dân, như là những ông trùm họ, ông câu, ông chánh, rồi bà quản, những binh lính và hàng ngàn thanh niên nam nữ và các trẻ em. Tất cả đã chịu cực hình cá nhân hay là tập thể, và sau khi đã chịu nhiều cực hình khác nhau. Các thánh tự đạo Việt Nam có lòng tin mạnh mẽ, đó là một điểm son, thưa quý bạn chị em. Lòng tin của các ngài không biểu lộ trong những hành vi cuồng tín, nhưng mà diễn tả trong một thái độ yêu thương, yêu Chúa hết lòng và yêu người như Chúa dạy. Và để minh chứng cho tình yêu đối với Thiên Chúa, các ngài sẵn sàng từ bỏ tất cả cuộc sống yên ổn, rồi danh vọng, tiền tài, kể cả mạng sống vì Chúa. Như Thánh Lê Thị Thành, là một người phụ nữ yếu ớt với gánh nặng gia đình, nhưng cũng đã sẵn sàng chịu mọi cực hình để minh chứng cho tình yêu đối với Chúa Giêsu. Rồi như Thánh Andrê Thông đã nói rằng: thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa chứ tôi không chối đạo. Còn Thánh Mỹ thì thưa với quan tổng đốc rằng: tôi đã suy xét kỹ rồi và tin nhận đạo Thiên Chúa là đạo thật, nên tôi không chối bỏ bao giờ. Còn Thánh Theophanoven thì nói rằng: tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được. Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu có quý đến độ tôi phải bỏ đạo mà theo đâu. Rồi đối với các thánh tự đạo Việt Nam, nét son của các ngài không chỉ dừng lại ở việc yêu mến Chúa, mà nét son ở nơi các ngài nữa, đó là ngài, các ngài trở thành, đó là gương mẫu trong đời sống gia đình. Nhìn vào cuộc đời của các ngài, chúng ta thấy một điều, đó là cuộc đời của các ngài rất đẹp, đẹp trong cuộc sống thường ngày. Đó là các ngài luôn chu toàn bổn phận trong đời sống gia đình. Như Thánh Anne Lê Thị Thành, hay còn gọi là bà Thánh Đê đó, là một người mẹ gương mẫu, là tấm gương sáng về đời đạo hạnh cho các bà mẹ công giáo noi theo. Bà có 6 người con và bà luôn quan tâm giáo dục con cái của mình. Cô Lucia Nụ, tức là con gái út của bà đó, thì trong cái dịp mà cung khai khi giáo quyền thẩm vấn trong việc điều tra phong thánh á, thì đã nói như thế này: thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục chúng tôi. Chính người dạy chúng tôi học chữ và giáo lý.
Rồi sau thì lại dạy chúng tôi cách tham dự thánh lễ và xưng tội rước lễ. Người không để chúng tôi biếng nhác việc xưng tội. Khi chúng tôi lơ là thì người thúc giục chúng tôi bằng được mới thôi. Người động viên chúng tôi và người khuyên chúng tôi và cho chúng tôi gia nhập vào hội con Đức Mẹ này, rồi tham gia vào ban thiếu nữ thư kinh ở trong nhà thờ. Rồi một người con khác, đó là cô Anna, cũng nói rằng ở song thân chúng tôi thì chỉ gả con gái cho những thanh niên đạo hạnh. Rồi có lần thì người nói với chúng tôi rằng tuân theo ý Chúa, con lập gia đình là một gánh rất nặng, nhưng mà con phải ăn ở khôn ngoan, đừng cãi lời mẹ chồng. Hãy vui lòng đón nhận thánh giá của Chúa gửi cho con. Rồi người cũng thường khuyên vợ chồng chúng tôi, đó là hai con hãy sống hòa hợp an vui, đừng để ai nghe chúng con cãi nhau bao giờ. Còn thánh Simon Hòa thì nói rằng cha yêu thương các con và hằng chăm sóc các con, nhưng mà cha phải yêu Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng vâng ý Chúa, đừng buồn làm chi. Các con ở với mẹ, rồi hãy thương yêu nhau và chăm sóc công việc nhà. Từ đây cha không thể lo cho các con được nữa. Chúa muốn cha chịu khổ thì cha xin vâng trọn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hội thánh thời nào cũng vậy, cũng cần những người dám sống vì đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Là tín hữu thì chúng ta phải trung thành với Chúa. Không một áp lực nào hoặc một chướng ngại nào có thể làm chúng ta thỏa hiệp niềm tin của mình, hoặc là làm cho chúng ta bế tắc hoặc đầu hàng. Càng có tự do thì ta lại càng dễ sa sút vào đức tin. Như là tiền bạc này, tiện nghi này, khoái lạc này, vẫn là những thứ thụ tạo gây ra những cuộc bách hại êm ả và khủng khiếp mà mỗi người chúng ta phải đối diện từng ngày. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh vật chất. Chúng ta có khuynh hướng là tìm chiếm hữu, hưởng thụ, an nhàn là rất mạnh mẽ. Một xã hội ra sức áp đặt tín ngưỡng tôn giáo và những tập tục ở ngoài đời, tức là tập tục ngoại giáo đó, lên đời sống đức tin của chúng ta. Và vì vậy mà Thánh Gioan đã ghi lại trong lời của mình trong sách Khải Huyền thế này: hãy trung thành cho đến chết và ta sẽ ban cho các ngươi triều thiên sự sống. Đây là một thách đố đối với tín hữu mọi thời đại, thưa quý bạn chị em. Hãy trung thành cho đến chết. Khi chịu nghịch cảnh hoặc bị bà phân biệt đối xử về niềm tin, chúng ta nên phản ứng như thế nào? Chúng ta có mạnh mẽ cương quyết trung thành và bất chấp mọi người nói hay đàm tiếu thế nào về đời sống của chúng ta không? Chúng ta hãy giữ trọn lời khấn hứa, bởi vì nhân đức tin chung là điều thiết yếu cho sự hòa hợp trong một xã hội. Không có sự tín chung thì mọi sự ràng buộc và mọi tương quan giữa con người với nhau sẽ trở thành chủ nghĩa luật rừng. Việc trung thành tuân giữ các thỏa hiệp song phương bảo đảm rằng những tương quan các bên với nhau sẽ được luôn suôn sẻ và luôn luôn tốt đẹp nhất. Đời sống xã hội thực sự sẽ bất khả nếu như mà thiếu sự tin tưởng, thiếu danh dự và sự tín trung với nhau. Dường như ngày nay những giá trị này đang khan hiếm giữa một thế giới như là một thế giới thương mại, và các hành lang quyền lực chính trị nó đang thống trị chúng ta. Ở một số cá nhân thì có biệt tài lừa đảo và bóp méo dư luận quần chúng. Lời nói danh dự của một người thường thì bị vứt bỏ trước những cơ hội hứa hẹn mà nó chẳng đúng gì hết. Người ta coi hôn nhân và các lời hứa đối với Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân gia đình như là đặc tính bền vững đó, nó không còn nữa. Một số người thì không còn trung thành với các phận sự tôn giáo của họ vì
họ đam mê vào những lạc thú giàu sang, hoặc là vì mại mê trong những thăng tiến của xã hội. Rồi là tín hữu thì chúng ta phải là ánh sáng và là muối cho đời. Chúng ta phải nêu những tấm gương sáng trong đời sống thường nhật. Với cái sự trung tín của chúng ta, dù cuộc sống này nó có gặp và khó khăn như thế nào đi nữa. Và vì vậy mà Thánh Augustino đã nói với chúng ta rằng: người chồng thì hãy trung thành với vợ, còn là người vợ thì phải trung thành với chồng. Cả hai phải trung thành với Thiên Chúa. Ai đã cam kết giữ đời độc thân đó thì phải giữ lời cam kết. Hãy nhớ rằng ta có trách nhiệm và phải chu toàn những lời chúng ta đã đoan hứa, hay là những lời chúng ta đã cam kết. Đừng can dự vào những việc như là buôn bán bất lương, rồi hãy tỉnh thức trước những lời nói dối và những cám dỗ của thế gian này. Tôi nghĩ rằng lời khuyên của Thánh Augustino thì vẫn còn rất là thực tế cho cuộc sống của chúng ta hôm nay. Mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta luôn được mời gọi đó là luôn trung tín với Chúa và sống tròn đầy bổn phận với ơn gọi của mình. Ở đôi khi thì những trở ngại không phải là do hoàn cảnh bên ngoài, nhưng mà từ nội tâm của chúng ta, từ tính kiêu ngạo, đó là cái mà nó ngăn trở chúng ta không còn là trung thành với Chúa để sống đạo ở đời này. Rồi sự nguội lạnh làm cho chúng ta không còn hân hoan bước theo Chúa. Rồi cái sự nguội lạnh nó cũng sẽ thúc đẩy chúng ta đến chỗ là chiều theo những hoang tưởng vớ vẩn, tức là chúng ta chỉ sống cho đời này và thôi. Nhờ lời chuyện cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa cho chúng ta luôn yêu mến Chúa và chu toàn bổn phận của mình. Amen.